Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Nhà Đẹp NTN. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một mẫu biệt thự song lập. Đây là hai mẫu biệt thự của hai anh em ruột bạn nhé. Và cái khe chính giữa kia chính là cái điểm mà kết nối giữa hai ngôi nhà với nhau. Đó, hai anh em dựa lưng vào nhau ở cái thế tựa lưng. Các bạn thấy ngôi nhà có đẹp không ạ? Và đây là một cái ngôi nhà biệt thự chuẩn theo cái phong cách hiện đại, hoàn toàn hiện đại các bạn nhé. Cái ngôi nhà này thì nó sẽ rất thích hợp với những cái bạn mà kinh doanh, những cái bạn mà có tư tưởng mở rộng mối quan hệ và các bạn thích phóng khoáng cởi mở, thì đây là một chuẩn mẫu về cái sự hiện đại và phóng khoáng các bạn nhé. Xin mời các bạn tham quan một chút phía ngoài của ngôi nhà. Và tất cả ngôi nhà đều thiết kế cái không gian rất là mở luôn. Đó. Cái chiều sâu của nó khoảng 15m và chiều rộng khoảng 11m các bạn nhé. Đó. Hai ngôi luôn. Giờ mời các bạn đi vào bên trong để tham quan ngôi nhà. Phía ngoài thì cái sảnh cũng không to đâu nhá, và không nằm cột. Đấy, rất là thoáng, không cần nằm cột. Và cửa nhôm hết các bạn nhé. Cửa nhôm này chắc là nhôm window hay sao á. Và đi vào phía trong thì chia làm hai dãy nhà như các bạn đang nhìn thấy đấy. Bên này là cái khoảng trống và đi sâu vào trong phòng bếp, phòng ăn. Bạn thấy có đẹp không ạ? Trần phẳng tít luôn. Và tất cả là vuông vức thẳng phẳng hết các bạn nhé. Và đây là cái nối đi ra sảnh phụ. Cửa mở ra sảnh phụ. Đó, không gian bếp của bạn hoàn toàn hiện đại luôn. Mời các bạn tham quan cái không gian của phòng ngủ này. Wow. Các bạn thấy cái phòng ngủ xịn sò chưa? Rộng chưa? Phòng này nó khoảng 25m² các bạn nhé. Nội thất cực kỳ đồng bộ luôn. Và bên dưới là ốp gỗ các bạn nhé. Đó. Phòng ngủ quá đẹp luôn ạ. Những cái rãnh ở trên này là khe điều hòa này các bạn này. Và trong này có WC. Cửa đi ra phía sau. À, cửa này cửa thoáng gió thôi các bạn nhé. Đó. Ra phía sau cực kỳ thoáng luôn. Các bạn nhìn thấy cái cửa WC chưa? Nó có lỗ thông hơi đây này. Cái cửa này đang khóa mất rồi, mình không vào được. Rất tiếc, không cho các bạn xem được. Và đó, các bạn nhìn thấy cái cách thiết kế cửa hai bên chưa? Đẹp chưa? Đẳng cấp VIP luôn đấy. Ngôi nhà này thì của một giám đốc các bạn nhé. Của giám đốc bệnh viện luôn đấy ạ. Đây, giờ mời các bạn tham quan cái phòng khách của bạn này. Phòng khách này. Sofa còn chưa bóc đi lông này các bạn này. Sofa là hai cái băng ghế dài các bạn nhé. Đó, và cái mảng chính này là chắc là để treo tivi rồi. Các bạn nhìn thấy cái đá xuyên sáng này đẹp không? Đây là đá đấy các bạn nhé. Đá tự nhiên, đá xuyên sáng cả mảng to luôn. Chất VIP chưa? Và trần nhựa cũng phẳng tít hết luôn. Điều hòa trên tường lội xuống như điều hòa ô tô. Ê, vừa gặp bà chị, bà chị chạy đi đâu đấy? Đây, nhà có thể làm sao đó. Rồi, tí nữa quay nó cả nhà bên kia. Bên kia cũng cả nhà. Cái cầu thang này là bác chủ nhà đang làm trái với cái thiết kế các bạn nhé. Thiết kế là đi từ trong vòng ra nhưng bác ấy lại đi từ ngoài vòng vào. Nên là cái phòng khách nó chưa được thỏa đáng lắm. Mặt vân gỗ và cổ đá đẹp quá. Đá này chắc là đá nhập ngoại rồi. Mời các bạn lên tầng 2 nhé.
Đó, trên tầng 2. Trên tầng 2. Các bạn nhìn phòng thờ có đẹp không? Phải đập vào cái cầu thang này nó mới nhận làm, không làm thì vì cầu thang này vừa tốn kém tiền kiểu để trang trí ấy. Nhà đẹp quá chị ạ. Nội thất nhưng mà các bạn nhìn thấy phòng thờ có đẹp không ạ? Và rất thẳng phẳng nhá. Nó đồng nhất với cái ngôi nhà. Cái yếm đấy là hơi cái yếm đấy hơi ngắn đúng không? Vâng. Nó rộng để cho nó dạ, kín. Nó kín bớt bàn thờ. Đây mời các bạn đi ra phía trước đây, ngôi nhà hoàn toàn thẳng phẳng hết, thoáng sáng hiện đại. Mời các bạn ngắm cái phòng thờ của bác có trang nghiêm ấm cúng không ạ? Và đây. Và đấy. Đây là nhà của giám đốc bệnh viện Quảng Đông đúng không chị? Quảng Tây. À, Quảng Tây. Sứ đoàn. Phòng khám đa khoa Quảng Tây, bác sáng rất giỏi về chuyên môn. Đó, cái phòng này nhà kho hay nhà ngủ đây? Phòng ngủ. Phòng ngủ hết. Ui rồi. Nếu mà cho mở cả nhà vệ sinh các thứ nó. Các bạn nhìn đó. Nhìn thấy cái phòng có đẹp không ạ? Và giường của bác cũng rất là chất luôn nha. Ui. Quay ở cái giường tầng 1 không? Tầng 1. Em có quay rồi. Cái phòng đấy của chị, phòng đấy của chị luôn đúng không? Vâng. Đấy. Đấy là làm gỗ. Các bạn thấy cái không gian mở chưa ạ? Tất cả những người kinh doanh thì người ta lại rất thích mở mang. Như vậy là cái ngôi nhà này nó chính là cái ngôi nhà xanh, gần gũi với thiên nhiên, gần gũi với nắng và gió đây này các bạn ơi. Đấy, rèm cũng rất là tinh tế nhá. Trong rèm ngoài rèm trắng, ở trong rèm ghi thôi, không màu mè hoa gì cả. Đây là một cái phòng tắm, phòng thay đồ. Hai bên là cái để những cái đồ tủ quần áo và sâu phía trong là phòng tắm. Nhưng không mở cửa. Phòng tắm. Tắm đẹp lắm nhưng mà không phải khóa mất rồi, nếu không khóa mà quay ở trong hơi bị đẹp ấy. Phòng tắm khóa hết rồi, rất tiếc là chị chủ bảo rất là đẹp nhưng mà lại khóa mất rồi, thế mới tiếc. Các bạn nhìn cái trần và phòng ngủ tất cả là điều hòa trên trần hết các bạn nhá. Và phòng ngủ này tổng diện tích cả phòng thay đồ nó khoảng 50 m². Chứ các bạn đừng thiết kế cho các giám đốc, đừng có thiết kế phòng ngủ hơn chục mét vuông là rất là thất vọng luôn. Đấy, như vậy là trên này có khoảng 3 phòng ngủ các bạn nhé. Phòng ngủ nào cũng rộng mênh mông luôn. Đây là vừa phòng khách. Tất cả VKC là đang khóa cửa hết nên là chưa mời các bạn thăm VKC được. Mời các bạn đi về phía trước để tham quan cái phòng khách của tầng 2 chứ không phải phòng ngủ. Trên này tầng 2, đây là phòng chơi của trẻ em. Phòng trẻ em. Phòng này phòng trẻ em các bạn nhé. Phòng này vừa ở vừa kết hợp học hành này. Các bạn thấy cái tủ sách của các con có đẹp không ạ? Khu học đây. Đấy. Và tất cả đều rất là thoáng sáng nha. Vip chưa? Đấy, rất nhiều bạn đang mong muốn cái kiến trúc hiện đại giống như cái ngôi nhà này. Nhưng hôm nay thì mình mới quay được để các bạn tham quan. Thực sự rất là đẹp và điều hòa trên trần hết các bạn nha. Đừng chơi gọi nha. Mình có 450 triệu điều hòa. Con điều hòa này hơi khủng đấy. Ê, bạn nắp điều hòa bạn chia sẻ là 450 triệu là tất cho cả nhà mình đúng không? Một máy mẹ con. Có nghĩa là cả cái hệ thống điều hòa này là 500 triệu đúng không? Giờ mình đang đi lên trên tầng tum này các bạn này. Trên tầng tum là khu sân chơi này. Đó. Các bạn thấy rộng không? Hai anh em hai bên. Đấy. Đây là cái điều hòa cho tổng cả ngôi nhà các bạn nhé. Nó khoảng 450 triệu. Điều hòa nó gần giống như kiểu điều hòa của siêu thị á.
Các bạn hình dung chưa? Daikin. Con này là 450 triệu là phục vụ cho tất cả ngôi nhà luôn, tất cả các phòng luôn. Không phải lắp nhiều. Đấy, đây là trên cái tum bạn ấy thiết kế sảnh kính này. Bên trên là kính sắt sơn tĩnh điện hết các bạn nhé. Các bạn thấy ngôi nhà có đẹp không? Cảm ơn các bạn đã xem video tới giây phút này. Nếu bạn cần tư vấn thiết kế hãy gọi cho mình để mình trực tiếp đến nhà tư vấn thiết kế. Thiết kế ngôi nhà của bạn theo chuẩn phong thủy và theo đúng cái phong cách mà bạn mong muốn. Cái này mai ống trần này, không có dây điện, có là đèn ống xuống. Rồi. Còn trần hết, trần lung ná. Rồi. Và đây cái mặt này là bạn đang ốp đá đây đúng không? Ốp đá luôn. Video của mình tới đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.